có 20 người tham gia thử thách đoán bọ cực hoành tráng ngày hôm nay, với 20 chiếc ghế đang chờ đón mỗi người. Người chiến thắng sẽ được một trong hai gói này. Mỗi hàng ghế sẽ có 4 màu. Người chơi ngồi ghế màu nào thì sẽ đoán bọ trên bức tường màu đó. Trên mỗi bức tường tương ứng với 3 con bọ được random bất kỳ. Sang vòng 2, chúng ta sẽ đoán kích thước của những con bọ bất kỳ trên tấm bảng này. Vòng 3, một trong hai căn phòng sẽ có một căn phòng có bọ. Bạn nào đoán đúng sẽ là người chiến thắng. Mình thông báo thời gian chơi khá là muộn nên có bao nhiêu ta chơi bấy nhiêu luôn. Go 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 go. Chúng ta có 10 giây để đoán tên 3 con bọ. Nếu hết giờ chưa đoán được thì sẽ bị loại. Ok, tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình. Bây giờ mình bắt đầu bạn đầu tiên. Nhanh lên, mình chỉ có 10 giây thôi đó. Hồi nãy rồi trong quá trình mà set up ngồi các thứ thì mọi người đã quan sát những con bọ là và chuẩn bị trước rồi các bạn à. Rồi, đào mà lem xong rồi. 4, trời ơi, 5, lẹ lên ếch ương beo, một con ếch ương beo, còn hai con nữa thôi, 6 giây. lẹ lên, rồi 7 luôn, cố lên, còn hai con nữa thôi, 8, hết giờ rồi, hết mình lem luôn rồi, lẹ lên còn 2 giây nữa, 9, rồi luôn, xong đào mình lem rồi, đào lại, ếch, trời ơi, hết giờ còn ếch ương beo nữa. Một bạn đầu tiên đã lên đường. Tiếp theo Nhung. Những bạn sau này là những bạn có lợi thế, tại vì là đã hiểu luật chơi rồi và chuẩn bị trước. Nhưng mà bị loại là ủa lắm nha. Ếch ương beo một con. Lẹ lên, còn hai con thôi, chuồn về. Cái gì, cái con ếch màu vàng, chuồn gì mới được. Nhanh trí, mở ba lô ra coi tên. Rồi ở 5 giây rồi, 6 giây. Ếch không biết, nãy giờ không chịu mở ba lô ra coi. Xong rồi, xong Nhung rồi, 7 giây rồi. Mở ba lô ra coi đi, lẹ lên, 8 giây, con vàng chịu rồi, xong. Con vàng chịu là xong rồi, các bạn nãy giờ không chịu mở ba lô ra. Nhung, lên đường. Tiếp theo, Thảo. Lẹ lên, 10 giây nha. 1, chuồn nâu, ok la luôn. 2, nhanh lên. Ớt vàng Panama, ok luôn. Ớt ưng beo, rồi, vào vòng trong, quá dễ dàng. Tiếp theo, Panama, rồi, chuồn nâu, ok, đúng luôn. Ai nữa, còn một con nữa thôi, một cái tên nữa thôi. À rồi, bé bắp đã trả lời đúng 3 con, ếch ương beo, Panama và chuồn nâu. Ok, vào vòng trong. Hàng ghế xanh lá này khó hả ta, sao chỉ có một bạn vậy? Nhện nhảy thi ma một con. Dế nhật hai con. Trời ơi, mới có 2 giây thôi, trả lời hai con rồi. Còn một con cuối cùng. Một con cuối cùng thôi, Trung Kiên ơi, một con cuối cùng. Con gì đây? Lẹ lên, 4 giây nữa thôi, 5 giây. Rồi, 6 giây. Rồi, đúng luôn, 4 phượng nha mọi người. Quá đơn giản vô vòng trong luôn em ơi. Tiếp theo đến hàng ghế màu vàng. Mấy bạn sau này là lợi thế mà không đoán được nữa là thôi luôn nha. Trò chơi quá dễ luôn mọi người. Quá dễ để lấy phần quà. Châu chảo ok một con. Thôi xong Phương rồi. 5 giây rồi Phương à. Hồi nãy rồi nha. 2-3 bột rồi. Cái bột xanh dương, bột xanh lá rồi. Tới bột màu vàng, ếch ương rồi. Khoan, khúc này mình có chết lại thì thấy Phương có 2 đáp án thôi. Nhưng mà cái khúc đầu tiên chưa bắt đầu nữa là Phương đã đoán là ếch cây rồi nha mọi người đấy. Nên đã đủ 3 rồi nên Phương được vào vòng trong. Tới Mel Cari. Châu chảo ếch ương ếch cây. Trời ơi, chưa kịp đếm 1 giây nữa là trả lời đúng hết rồi mọi người. Quá là easy game luôn á. Bạn tiếp theo Min đoán. 1. Ếch cây, châu chảo ếch ương, ok la luôn. Tiếp theo, bạn cuối cùng ở cái bột màu vàng. Ếch cây, ếch ương, châu chảo, vô luôn. Mình tới cái bột cuối cùng, bột màu đỏ, nghĩa đoán. 2 giây, 3 giây. Thằng lằn bao đốm chuồn ớt. Rồi ok luôn, vô. Mấy bạn chọn khúc cuối này hên quá ha. Biết vậy là mình sẽ random rồi, mình chọn ngẫu nhiên rồi. Tuyết Nhi chưa kêu đoán nữa nhưng mà nãy đoán rồi luôn, vô luôn. Tới bò đón nha. Trời ơi, nhanh. Rồi lẹ lên, 1, 2. Chuồn ớt, rồi 3 con đủ. Go. Sang phòng 2 đoán kích thước của bọ. Lúc nãy có 6 bạn đi trễ cũng đã vô chơi rồi. Và đây là những bạn còn sống sót qua vòng 1 tới phòng 2. Go. Ok la, tất cả mọi người đều đã chọn xong. Để xem là con bướm này với kích thước là bao nhiêu. Đáp án là 279. Bên màu xanh dương chiến thắng. Đáng lẽ ra là chủ nhà phải cầm con bọ vô lên xác nhận, nhưng do là phải cầm cái chìa khóa vô vòng 3
nên không thể cầm con bọ được nha mọi người. Và đây là các bạn chiến thắng vô vòng 3. Ở vòng 3 có 2 căn phòng, chúng ta chỉ việc chọn một trong 2 căn phòng và đứng vào vị trí đó thôi. Số lượng các bạn chọn phòng số 1 khá là đông và số 2 chỉ có vỏn vẹn vài người thôi. Để xem là bên trong căn phòng nào mới thật sự có bọ. Hiện tại hai bên rất là hồi hộp luôn. Bây giờ chủ nhà đang cầm chìa khóa và chuẩn bị tiến tới mở cánh cổng ra. Ôi, mở ra nha. Tất cả phải đứng yên nha, từ từ. Rồi, đứng yên. Vô, hồi hộp quá đi. Mình sẽ vô kiểm tra xem căn phòng nào. Trời ơi, số 1 không có, số 2 có rồi. Là căn phòng số 2. Hiểu rồi nha, mọi người đã thấy rồi nha. Rồi, căn phòng số 2, chính xác là vậy. Ok, ra thôi. Trời ơi, số 1 quá trời. Nhưng mà rất tiếc số 2 đã win. Yes. Hiện tại còn 3 bạn Kiên, Nghĩa và Nhi, nên ban tổ chức quyết định sẽ ra đây tiếp tục đón bọ nha mọi người, để quyết định ra ai là người thắng cuộc trong minigame ngày hôm nay. Hiện tại ban tổ chức đã thay thế một con bọ mới và đang sửa đổi kích thước. Con này kích thước là 64 bên trái hay 65 bên phải đây. Ok, 3 bạn vô đi nào. Khán giả ơi, cùng dự đoán xem con bọ này kích thước bên trái 64 hay là bên phải 65 đây. Yes. À, rồi, kết quả 64 nha mọi người. Hai bạn bên trái đã chiến thắng. Hai bạn này hơn dữ ta. Ok, và đây là con tiếp theo. Con quyết định ngày hôm nay, ếch vàng khổng lồ. Gói VIP hoặc chiến binh hậu gái sẽ thuộc về ai đây? Với kích thước 211 và 212 thì các bạn chọn đi mấy ní ơi. Go, let's go. Theo các bạn thì các bạn sẽ chọn bên nào? Trời ơi, căng quá nè. Nếu là tôi thì tôi thích số 212 hơn. Nhưng mà thường thường bỏ thì hay rơi vào số lẻ các bạn ạ. Cũng có thể là 211. Ui. Hai bạn hai bên thì bên nào là sẽ chiến thắng đây? Trời ơi, căng quá nè. Rồi, kết quả là 211, quá trời hơn luôn rồi. Và bạn chiến thắng ngày hôm nay đó chính là Trung Kiên. Trời ơi, quá dữ rồi, quá hên rồi, quá đẹp luôn. Ui, bạn chọn gói VIP nha mọi người. Ok la luôn, gửi chị ID game nha. Bạn này là mình nhớ không lầm là hồi nãy là vừa mới kết bạn, vừa mới vô tham gia minigame luôn mọi người. Quá hên luôn, mình đã tặng rồi nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia minigame ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực tạo ra nhiều minigame hấp dẫn hay hơn nữa nha. Ai có thử thách gì thì cứ comment ở bên dưới. Chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành và xem video vui vẻ nha. Bye bye mọi người.